Đây là Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh thành phố Châu Đốc, phát trên tần số FM 92,1 MHz. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh thành phố Châu Đốc. Hôm nay Chủ nhật ngày 30 tháng 8 năm 2020, thưa quý vị và các bạn, trong chương trình thời sự hôm nay có bài đảm bảo an toàn cho học sinh đến trường. Bài thói quen xả rác của người dân. Bài đa dạng các sản phẩm chống dịch. Thông tin về sức khỏe năm điều cần lưu ý khi áp dụng chế độ ăn thực vật. Trước hết mời quý vị và các bạn nghe chúng tôi điểm lại một số tin nổi bật trong tuần. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Châu Đốc phối hợp Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Vĩnh Tế và Vĩnh Châu tổ chức lễ khánh thành cầu kênh 10. Qua gần 2 tháng thi công, đến nay công trình cầu kênh 10 đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Cầu kênh 10 được xây dựng nối liền hai xã Vĩnh Tế và xã Vĩnh Châu, có chiều dài 42,24m, chiều ngang 4,5m, trọng tải 5 tấn, kết cấu thép Pele. Do công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cầu đường cơ khí An Giang thi công với tổng kinh phí là 1,9 tỷ đồng do công ty liên doanh khai thác đá Antraco tài trợ. Đây là công trình có ý nghĩa quan trọng của hai địa phương nói riêng và thành phố nói chung. Cầu Kênh 10 không chỉ nói liền giao thông giữa hai xã mà còn tạo điều kiện thuận lợi để hợp tác và phát triển kinh tế, giao lưu văn hóa xã hội của nhân dân. Quỹ ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Châu Đốc tổ chức lễ trao xe đạp cho học sinh nghèo tiếp bước đến trường năm học 2020-2021. Dịp này, Quỹ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Châu Đốc đã trao 100 chiếc xe đạp cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Châu Đốc, với tổng số tiền là 100 triệu đồng do các mạnh thường quân tài trợ thời gian qua với sự chung tay đồng lòng góp sức của các cấp các ngành và nhiều nguồn lực trong xã hội học sinh có hoàn cảnh khó khăn đều được tạo điều kiện đến trường trong năm học mới đây chính là sự lan tỏa đồng thuận chăm lo cho giáo dục của toàn xã hội là điều kiện tiến đến xây dựng một xã hội học tập góp phần đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu xây dựng đất nước công nghiệp hóa hiện đại hóa Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 thành phố Châu Đốc tiếp nhận 104 người Việt là phụ huynh và con em kiều bào sống dọc theo biên giới phía Dương quốc Campuchia trở về Việt Nam để chuẩn bị cho năm học mới, năm học 2020-2021. Trước đó, 104 trường hợp trên đã thực hiện cách ly tập trung tại huyện An Phú và sẽ tiếp tục thực hiện cách ly tập trung đủ 14 ngày kể từ ngày nhập cảnh. Tại cơ sở cách ly trung tâm thanh thiếu niên, thành phố Châu Đốc, để bảo đảm điều kiện tốt nhất tại khu vực cách ly tập trung, Ủy ban nhân dân thành phố Châu Đốc đã chỉ đạo các ban ngành đoàn thể chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, nơi ăn ở và các trang thiết bị, nhu yếu phẩm cần thiết giúp công dân yên tâm thực hiện yêu cầu cách ly. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Châu Đốc vừa triệt xóa một tụ điểm bán số đề ăn thua bằng tiền tại khu vực tổ 13 Khóm Vĩnh Phước, phường Núi Sam, thành phố Châu Đốc, thu giữ số tiền trên 569 triệu đồng. Vào khoảng 15 giờ ngày 21 tháng 8, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Châu Đốc phối hợp Công an phường Núi Sam tiến hành kiểm tra hành chính nhà của Lâm Quang Tuấn, sinh năm 1972, tại tổ 13 Khóm Vĩnh Phước, phường Núi Sam, thành phố Châu Đốc, phát hiện hiện bắt quả tang Tuấn cùng Lê Quang Trương sinh năm 1984, Huỳnh Tiết Dân sinh năm 1962 và Nguyễn Thị Lập sinh năm 1966 cùng trú tại thành phố Châu Đốc có hành vi bán số đề ăn thua bằng tiền. Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã thu giữ được số tiền trên 569 triệu đồng cùng nhiều tăng vật liên quan khác. Trong đó, các đối tượng thừa nhận số tiền hơn 64 triệu đồng là tiền thu được từ người mua số đề trong ngày 21 tháng 8 năm 2020 thì bị bắt. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Châu Đốc đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Tuấn, Trương, Dân và Lập để tiếp tục điều tra, xác minh, xử lý theo quy định pháp luật. 488 người bán vé số lưu động trên địa bàn thành phố được chi trả tiền hỗ trợ đợt 2, thực hiện theo quyết định 42 của chính phủ, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Châu Đốc đã tiến hành chi trả tiền hỗ trợ cho 448 người bán vé số lưu động bị ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19 đợt 2 2020 với tổng số tiền là 419 triệu 600 ngàn đồng do công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sổ số kiến thiết tỉnh An Giang hỗ trợ với tinh thần tương thân tương ái. Thời gian qua, thành phố Châu Đốc đã thực hiện tốt việc chi trả tiền hỗ trợ cho các đối tượng, đặc biệt là các đối tượng bán vé số dạo trên địa bàn thành phố, đồng thời thực hiện đảm bảo theo tinh thần chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố. Quỹ ban nhân dân thành phố Châu Đốc tổ chức hợp rà soát công tác chuẩn bị các hoạt động văn hóa thể thao chào mừng cách mạng tháng 8 và quốc khánh 2 tháng 9 thành phố Châu Đốc năm 2020. Theo đó, thành phố Châu Đốc sẽ tổ chức nhiều hoạt động văn hóa thể thao sôi nổi như dòng chung kết giải bóng đá nông dân thành phố Châu Đốc mở rộng tại sân bóng đá khu liên hợp thể dục thể thao đường Tân Lộ Kiều Lương sẽ diễn ra từ ngày 28 tháng 8 đến ngày 2 tháng 9 năm 2020. Giải quần vợt tranh cấp Việt Câm Banh Châu Đốc năm 2020 sẽ diễn ra ngày 30 tháng 8 tại sân quần vợt Quách Kiến Hưng. Giải đẩy gậy, vô địch thành phố, giải kéo co vô địch và hội thi chọi gà tre sẽ lần lượt diễn ra vào ngày 1 tháng 9 và 2 tháng 9 tại công viên 30 tháng 4. Ngoài ra, Trung tâm Văn hóa thể thao và truyền thanh thành phố Châu Đốc phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức triển lãm ảnh mừng Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2 tháng 9. Đặc biệt, thành phố Châu Đốc sẽ tổ chức liên quan âm thanh ánh sáng lần thứ hai năm 2020 diễn ra vào tối ngày 1 và 2 tháng 9 tại công viên 30 tháng 4. Ban Chỉ huy quân sự thành phố Châu Đốc tổ chức hội nghị tuyên truyền kỷ niệm 75 năm ngày cách mạng tháng 8 thành công 19 tháng 8 năm 1945, 19 tháng 8 năm 2020 và ngày quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2 tháng 9 1945, 2 tháng 9 2020, kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống lực lượng vũ trang địa phương thành phố Châu Đốc. 26 tháng 8 1945, 26 tháng 8 2020, qua hội nghị nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ, lực lượng vũ trang địa phương, thành phố về những giá trị to lớn 75 năm ngày cách mạng tháng 8 thành công và ngày quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, khẳng định tầm dốc thời đại và ý nghĩa lịch sử của cách mạng tháng 8 và sự ra đời nước Việt Nam Dân Chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, sự vận dụng sáng tạo những bài học kinh nghiệm đó trong sự nghiệp đấu tranh thống nhất đất nước và trong sự nghiệp đổi mới hội nhập quốc tế hiện nay Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang phối hợp Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Châu Đốc tổ chức đoàn đến thăm tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng Tạ Thị Bài ở phường Vĩnh Quân, thành phố Châu Đốc. Thay mặt đoàn, Đại tá Nguyễn Văn Hiền, chủ nhiệm phòng chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang đã ân cần hỏi thăm sức khỏe mẹ và bày tỏ sự biết ơn sâu sắc về những công lao to lớn của mẹ Việt Nam anh hùng nhân kỷ niệm 75 năm ngày cách mạng tháng 8 thành công. 19 tháng 8 1945, 19 tháng 8 2020 và Ngày Quốc Khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2 tháng 9 1945, 2 tháng 9 2020, kỷ niệm 75 năm Ngày Truyền thống Lực lượng Vũ trang địa phương thành phố Châu Đốc 26 tháng 8 1945, 26 tháng 8 2020, đồng thời kính chúc mẹ Việt Nam anh hùng tạ thị bài luôn sống thọ, sống vui, sống khỏe cùng con cháu và mong rằng mẹ sẽ tiếp tục giáo dục con cháu, nói tiếp sự nghiệp của cha gia anh xây dựng địa phương ngày càng phát triển. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang kết hợp Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Châu Đốc tổ chức lễ trao học bổng quỹ hỗ trợ trẻ em vượt khó hiếu học năm học 2019-2020. dịp này, hội đã trao 44 suất học bổng với tổng số tiền 44 triệu đồng do Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Châu Đốc hỗ trợ. Đây là một trong những hoạt động thường xuyên của hội phụ nữ, qua đó nhằm hỗ trợ học sinh, nhất là trẻ em gái có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục đến trường, cố gắng đạt học sinh giỏi, trở thành người có ích cho xã hội, góp phần xây dựng thành phố Châu Đốc ngày càng phát triển bền vững. Ban Thường vụ Thành đoàn phối hợp Ban Thường vụ Hội Cựu chiến binh thành phố tổ chức hội nghị sơ kết giai đoạn 2018-2020 về công tác tăng cường bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, đồng hành với thanh niên lập thân lập nghiệp, xung kích xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thời gian qua các nội dung trong công tác phối hợp đã đề ra nhiều biện pháp cụ thể thiết thực và đạt kết quả cao đặc biệt trong công tác triển khai học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng giáo dục truyền thống đạo đức lối sống ý thức chấp hành pháp luật cho thanh thiếu nhi thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đoàn và nghị quyết đại hội hội cựu chiến binh các cấp Nhiệm kỳ 2015-2020 phối hợp tham gia phát triển kinh tế, quốc phòng tại địa phương, xây dựng củng cố tổ chức hội đoàn vững mạnh. dịp này, quỹ ban nhân dân thành phố đã tặng giấy khen cho hai tập thể và hai cá nhân đã có thành tích tốt trong việc bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, đồng hành với thanh niên lập thân lập nghiệp, xung kích xây dựng và bảo vệ Tổ quốc giai đoạn 2018-2020. thưa các bạn đang nghe chương trình thời sự của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh thành phố Châu Đốc phát trên tần số FM 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, đầu tháng 9 năm 2020, hàng ngàn học sinh trên địa bàn thành phố Châu Đốc sẽ chính thức tựu trường năm học mới 2020-2021 ngành giáo dục và đào tạo thành phố Châu Đốc phải tăng cường thêm công tác mới là phòng chống dịch bệnh COVID-19, đồng thời tích cực chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên sẵn sàng cho ngày khai giảng. Kính mời quý vị và các bạn cùng nghe bài đảm bảo an toàn cho học sinh đến trường. Năm học 2020-2021 sẽ chính thức tụ trường vào ngày 1 tháng 9 năm 2020. Ngành giáo dục thành phố Châu Đốc bước vào năm học mới. Với niềm tin sẽ gặt hái được nhiều kết quả tốt đẹp trong công tác giảng dạy, phụ huynh học sinh cũng chuẩn bị đầy đủ cho con em đến trường. Năm học mới này, chị Nguyễn Minh Hiền ở phường Châu Phú B có con bước vào lớp 1, mua sắm đầy đủ sách giáo khoa lớp 1 theo chương trình giáo dục phổ thông mới cùng tập và đồng phục mới chị hiền nói mặc dù thành phố châu đốc an toàn với dịch bệnh nhưng ở một số địa phương vẫn còn phức tạp nên cũng lo lắng mong sao tình hình dịch bệnh được kiểm soát tốt hơn để các cháu học sinh có được niềm vui đến trường có con và cháu vào học lớp 6 tại trường Trung học cơ sở Nguyễn Trãi, bà Trần Thị Hồng ở phường Cho Phú A cho biết, trường Trung học cơ sở Nguyễn Trãi vừa mới xây dựng khang trang và được đưa vào sử dụng năm học mới này, bà Hồng rất vui mừng, yên tâm khi con cháu được học tập tại ngôi trường này, bây giờ chỉ cần phối hợp tốt với nhà trường để phòng chống dịch Covid-19 chuẩn bị năm học mới 8 trường trung học cơ sở, 16 trường tiểu học, 8 trường mầm non mẫu giáo trên địa bàn thành phố Châu Đốc tất bật công tác sửa chữa, vệ sinh trường lớp. Theo báo cáo của Phòng Giáo dục Đào tạo thành phố Châu Đốc, đầu năm học này, thành phố Châu Đốc tiếp tục nâng cấp cơ sở vật chất, trường lớp ngày càng hoàn thiện, chuẩn hóa hơn góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đặc biệt các trường được đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng trang thiết bị giảng dạy theo chuẩn quốc gia thì hiệu quả học tập ngày càng nâng cao đáp ứng mong mỏi của người dân và các ngành các cấp trên địa bàn Năm học 2020-2021, thành phố Châu Đốc đã ban hành kế hoạch huy động trẻ mầm non ra lớp, tuyển sinh lớp 1, lớp 6 năm học 2020-2021, thành phố Châu Đốc dự kiến có khoảng 24.370 học sinh các cấp học trong đó có 1.750 học sinh lớp 1 trên 2.000 học sinh lớp 6 và lớp 10 là 1.226 học sinh. Các trường phải đảm bảo thu nhận 100% trẻ trong độ tuổi, thực hiện quy mô số lớp, số học sinh trên lớp đúng quy định và nâng cao tỷ lệ lớp học 2 buổi trên ngày. Tổng chỉ tiêu tuyển sinh lớp 6 là trên 2.020 học sinh. Các trường tổ chức xét tuyển 100% học sinh đã hoàn thành chương trình tiểu học và trong độ tuổi quy định vào các trường trung học cơ sở theo phương thức xét tuyển theo địa bàn. Theo Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Châu Đốc, sau khi kết thúc năm học 2019-2020, ngành giáo dục thành phố Châu Đốc đã nhanh chóng triển khai công tác chuẩn bị cho năm học mới 2020-2021. Dự báo tình hình dịch bệnh COVID-19 có thể tiếp tục gây nhiều khó khăn, áp lực, nhưng toàn ngành đang cố gắng chủ động xây dựng các tình huống có thể xảy ra để ứng phó. Hiện nay, các trường cơ bản hoàn thành công tác tuyển sinh đối với các bậc mầm non, tiểu học và trung học cơ sở. Đồng thời, ngày 1 tháng 9, học sinh sẽ chính thức tự trường. Bên cạnh hoàn chỉnh điều kiện cơ sở vật chất cho năm học mới như mọi năm, các trường có thêm một nhiệm vụ mới là chuẩn bị kỹ công tác phòng chống dịch COVID-19 như chuẩn bị đầy đủ máy đo thân nhiệt, dung dịch sát khuẩn, tập quấn quy trình phòng chống dịch COVID-19, tiến hành phun khử trùng trường lớp, cập nhật thường xuyên tình hình sức khỏe học sinh khi các em đi học trở lại, phối hợp phụ huynh, bảo vệ sức khỏe học sinh trong suốt năm học. Điển hình, trường trung học cơ sở Nguyễn Trãi đã gửi đến phụ huynh các biện pháp phối hợp phòng chống dịch COVID-19 cho học sinh. Trong đó, gia đình hướng dẫn các em thực hành hàng ngày các biện pháp phòng chống dịch theo khuyến cáo của Bộ Y tế. Trước khi học sinh đến trường, gia đình tự kiểm tra thân nhiệt cho các em, không cho học sinh đến trường khi có biểu hiện như nóng sốt, ho, khó thở. Đến nay, thành phố Châu Đốc đã chuẩn bị sẵn sàng cho năm học mới 2020-2021 song song với việc chủ động công tác phòng chống dịch COVID-19. Thành phố Châu Đốc đã triển khai cho các cơ sở giáo dục trên địa bàn thực hiện tinh thần dạy học trong điều kiện mới để hoàn thành tốt kế hoạch năm học 2020-2021. Toàn ngành sẽ vừa dạy vừa phòng chống dịch hiệu quả dựa trên tinh thần chủ động, phương tiện và trang thiết bị phòng chống dịch luôn sẵn sàng, học sinh và phụ huynh chủ động hợp tác phòng dịch. các bạn, ngày nay, môi trường luôn là vấn đề được quan tâm hàng đầu. Ở các quốc gia tiên tiến, vấn đề giữ gìn vệ sinh môi trường rất được chú trọng, nên việc xả rác và nước thải bừa bãi hầu như không còn nữa. Người dân được giáo dục rất kỹ về ý thức bảo vệ môi trường sống xanh sạch đẹp. Tuy nhiên, ở nước ta, hiện tượng dứt rác ra đường hoặc ở những nơi công cộng không giữ gìn vệ sinh đường phố rất phổ biến. Việc làm này đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường mà cụ thể làm ảnh hưởng môi trường sống của chúng ta. Tiếp theo chương trình kính mời quý vị và các bạn cùng nghe bài Thói quen xả rác của người dân. Hiện nay, việc không giữ gìn vệ sinh đường phố có rất nhiều biểu hiện, nhưng phổ biến nhất là dứt rác ra đường hoặc nơi công cộng. Ăn xong một que kem hay một chiếc kẹo, người ta dứt que hoặc dứt giấy xuống đất. Uống xong một lon nước ngọt hay một chai nước suối, dứt lon, dứt chai ngay tại chỗ vừa ngồi, mặc dù thùng rác để cách đó rất gần. Thậm chí, khi ăn xong một tép kẹo cao su, Họ cũng không mang đến thùng rác mà do tròn rồi trét lên ghế đá và cứ thế bỏ đi chỗ khác. Công viên, nơi được xem là bầu không khí trong lành, sạch đẹp giúp con người thư giãn, hay chùa chiền vốn là nơi tôn nghiêm cũng không tránh khỏi hiện tượng này. Kinh rạch đâu đâu cũng có rác, đã vậy đâu đó vẫn còn tình trạng con người mang xác xuất vật chết như chó mèo, chuột, da cầm như gà vịt ném xuống hồ ao, sông rạch và ra đường. Ở một số hàng quán bar trên vỉa hè, người ta đổ tất cả đồ ăn dư thừa nước rửa chén bát xuống cống khiến cho nước thải bị ứ động cống bị tắc nghẽn vậy do đâu mà hiện tượng xả rác thải bừa bãi lại tràn lan như vậy nguyên nhân đầu tiên là do những thói quen xấu lười biếng và lối sống lạc hậu ích kỷ chỉ nghĩ đến quyền lợi cá nhân của một số người họ nghĩ đơn giản rằng chỉ cần nhà mình sạch còn bẩn thì ai bẩn mặt ai những nơi công cộng không phải là của mình vậy thì việc gì mà phải mất công gìn giữ cứ ném rác dội ra là xong đã có đội vệ sinh lo dọn dẹp cách nghĩ như thế thật là thiển cẩn và nguy hại nguyên nhân tiếp theo là do thói quen đã có từ lâu khó sửa đổi phải có sự nhắc nhở thì người ta mới không xả rác bừa bãi mọi người đều bận rộn với công việc của mình và không một ai có đủ thời gian để đi nhắc nhở từng người một không được nhắc nhở người ta lại quay về với thói quen trước kia việc giáo dục ý thức giữ gìn bảo vệ môi trường sống chưa được quan tâm đúng mức chưa được tổ chức thường xuyên mặc dù trên các phương tiện thông tin đại chúng vẫn có những chương trình kêu gọi ý thức bảo vệ môi trường của con người nhưng chúng quá ít ỏi không đáp ứng được nhu cầu tìm hiểu và học hỏi của người dân một phần là do sự quản lý kiểm soát của các cơ quan chức năng chưa chặt chẽ chưa có hình thức xử lý nghiêm khắc hành vi xả rác nơi công cộng đang là vấn đề đau đầu của các cơ quan chức năng bảo vệ môi trường là bảo vệ sự sống của mỗi người vì vậy mỗi người chúng ta cần có ý thức góp phần chung tay xây dựng một môi trường xanh sạch đẹp Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua bên cạnh khẩu trang, dung dịch sát khuẩn, hiện nay người dân còn trang bị thêm nhiều sản phẩm bảo hộ khi dịch Covid-19 ngày càng diễn biến phức tạp, vì thế các sản phẩm chống dịch trở nên đa dạng hơn. Kính mời quý vị và các bạn cùng nghe bài Đa dạng các sản phẩm chống dịch. Dựa chọn cho mình một cái mũ bảo hộ có gắn tấm chống giọt bắn tại cửa hàng chị Lê Kim Hồng, phường Châu Phú A, thành phố Châu Đốc, còn mua thêm một cái cho con gái 3 tuổi. Chị Hồng cho biết tuy thời gian này gia đình chị hạn chế ra ngoài hoặc đến nơi đông người, nhưng có một số trường hợp bắt buộc phải đi nên chị mua mũ bảo hộ cho yên tâm. Mũ bảo hộ có nhiều loại cho người lớn trẻ em, với giá từ 90.000 đồng đến 180.000 đồng một cái. Phần lớn các loại mũ bảo hộ là mũ giải, mũ cối, giống với các loại mũ thông thường nhưng được thiết kế thêm tấm trắng bằng nhựa, trong, dẻo phía trước. Chị Trần Thị Tú, chủ cửa hàng quần áo trên đường Lê Lợi cho biết, do lần đầu giới thiệu với khách hàng nên chỉ nhập số lượng ít, trường hợp nhu cầu tăng cao sẽ đặt thêm hàng và trong 2 ngày sẽ có hàng tại cửa hàng. Hiện nay mặt hàng này được khá nhiều khách hàng quan tâm và cửa hàng Chi Tú đã bán được 1 phần 3 số hàng đặt về lần đầu. Một số địa chỉ bán hàng online cũng bắt kịp nhu cầu mua sắm của các sản phẩm bảo hộ trong mùa dịch của người dân nên đã giới thiệu nhiều loại mũ bảo hộ như loại mai tấm trắng cố định, loại mai bằng dây khóa kéo để thuận tiện tháo ra với giá từ 110.000 đồng đến 195.000 đồng một cái. Ngoài mũ bảo hộ hiện nay, nhiều cửa hàng bán đồ thời trang online còn giới thiệu loại kính bảo hộ màu trắng có bản to che kính hai bên mắt để chống giọt bắn. Loại kính này được bán với giá 80.000 đồng một cái. Bên cạnh đó, còn có các loại chai xịt kháng khuẩn dành cho trẻ em không mang được khẩu trang. Được quảng cáo có tác dụng như một tấm chắn virus trong vòng 4 đến 6 giờ. Gần đây, nhiều người dân tìm mua một loại thẻ được giới thiệu có khả năng chống virus trong bán kính 1 mét. Chủ một cửa hàng bán hàng sách tay cho biết đây là thẻ đeo cổ Stormic có tác dụng phát ra fluorine dioxide tạo ra một rào chắn xung quanh để loại bỏ các loại vi khuẩn, virus rất hữu ích trong mùa dịch Covid-19 hiện nay. Thẻ đau cổ Tomic loại bỏ virus nhưng không gây mùi khó chịu, thích hợp trong môi trường công cộng, nơi đông người, trên tàu xe, văn phòng hay trường học. Thẻ được bán với giá 280.000 đồng một cái và chỉ có tác dụng 30 ngày từ khi mở bao. Chủ cửa hàng này còn cho biết thêm, đây là hàng sách tay từ Nhật Bản về nên số lượng rất hạn chế và hiện nay còn khan hiếm hơn khi nhà nước đã cấm các chuyến bay quốc tế. Khi quan sát thẻ đeo cổ Tomic, từ giỏ bao đến thẻ đều không có kiểm định của cơ quan y tế Việt Nam. Sản phẩm không có nhãn phụ tiếng Việt về công dụng, hướng dẫn sử dụng, điều kiện bảo quản. Mọi thông tin đều do người bán cung cấp. Theo ngành y tế, từ trước đến nay, chưa có bệnh nào dùng thẻ để điều trị hoặc thẻ chống được virus. Người dân cần tỉnh táo tiếp nhận thông tin, không nên quá hoang mang, rồi tin vào những thông tin quảng cáo sai sự thật. Ngoài việc mất tiền khi mua vì tin vào tác dụng của thẻ, người dân có thể bỏ qua các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 đã được ngành y tế khuyến cáo bỏ qua cơ hội được tầm soát và kiểm soát bệnh dẫn tới tình trạng nguy hiểm và lây lan ra cộng đồng nếu mắc bệnh. Thưa quý vị và các bạn, phần cuối chương trình thời sự hôm nay là một số thông tin liên quan đến sức khỏe. Kính mời quý vị và các bạn cùng nghe. 5 điều cần lưu ý khi áp dụng chế độ ăn thuần thực vật có nhiều lý do khiến người ta chọn chế độ ăn thuần thực vật như vì tín ngưỡng hoặc bảo vệ môi trường. Hiện nay, nhiều người cũng có xu hướng ngừng tiêu thụ thịt vì lý do sức khỏe. Khi ngày càng có nhiều nghiên cứu cho thấy chế độ ăn thuần chay giúp ích cho hệ miễn dịch, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch và tốt cho sức khỏe tổng thể. Tuy nhiên, do nhu cầu dinh dưỡng sẽ thay đổi theo tuổi tác, nên người theo đuổi chế độ ăn thiên về thực vật, nhất là người từ 65 tuổi trở lên nên lưu ý năm yếu tố sau đây dung nạp đủ đạm. Để bảo toàn khối lượng cơ, chức năng cơ thể và duy trì sức khỏe, người lớn tuổi cần dung nạp lượng đạm nhiều hơn các đối tượng khác. Cụ thể, người trưởng thành cần khoảng 0,75g chất đạm trên 1 kg thể trọng mỗi ngày, nhưng người cao tuổi được khuyên tiêu thụ từ 1 đến 1,2g đạm trên 1 kg thể trọng. Riêng đối với người bị suy dinh dưỡng hoặc bệnh nặng, nhu cầu chất đạm phải cao hơn nữa lý do là hai vấn đề này khiến cơ thể gia tăng trao đổi chất và cần năng lượng nhiều hơn để hoạt động để đảm bảo dung nạp đủ chất đạm bữa ăn của người ăn chay cần chứa protein thực vật như chế phẩm từ đậu nành các loại đậu đậu trắng đậu đỏ đậu lăng các loại hạt và bơ hạt nếu không ăn chay tuyệt đối mọi người nên thêm trứng và chế phẩm từ sữa bò hai nguồn cung cấp rất tốt về chất đạm tăng cường thực phẩm chứa canxi và vitamin D. Không chỉ giúp duy trì sức khỏe xương khớp, canxi và vitamin D còn cực kỳ quan trọng đối với người cao tuổi bởi tình trạng loãng xương và gãy xương do thiếu hụt hai chất này là một trong những nguyên nhân chính dẫn tới các bệnh về xương và gây tử vong ở người lớn tuổi. Người trưởng thành cần bổ sung 700mg canxi một ngày, người phụ nữ mãn kinh và nam giới trên 55 tuổi cần 1.200mg canxi một ngày. Trong khi đó, mức dung nạp vitamin D đối với người lớn tuổi là 10mg một ngày. Những thực phẩm có thể giúp bổ sung canxi cho người ăn thuần chai bao gồm sữa đậu nành và sữa hạnh nhân, ngũ cốc tăng cường canxi, bánh mì. Còn các thực phẩm cung cấp vitamin D gồm có nấm, bánh mì, phết bơ, ngũ cốc ăn sáng. Bổ sung vitamin B12 Vitamin B12 cần thiết để sản xuất tế bào hồng cầu, giúp duy trì sức khỏe hệ thần kinh và cung cấp năng lượng hoạt động cho cơ thể. Giống như thanh niên, người lớn tuổi cần bổ sung 1,5mg vitamin B12 một ngày, nhưng do vitamin B12 chủ yếu có trong thực phẩm động vật nên người ăn chay có thể không dung nạp đủ chất này. Một số nguồn vitamin B12 cần ghi nhớ là ngũ cốc ăn sáng, chiết xuất từ nấm men, sữa chua đậu nành và các loại sữa thực vật, hạnh nhân, đậu nành, đậu xanh. Tiêu thụ thực phẩm giàu sắt Dung nạp ít sắt là vấn đề thường gặp đối với những người không có chế độ ăn đa dạng, nhất là nam giới trên 65 tuổi và phụ nữ trên 85 tuổi. Trong khi đó, sắt cần thiết để tạo ra tế bào hồng cầu, cần cho hoạt động thể chất, chữa lành vết thương, tăng cường miễn dịch, phát triển nhận thức và hoạt động trao đổi chất tại tuyến giáp. Người lớn tuổi cần 8,7 mg sắt mỗi ngày, một số thực phẩm giàu chất sắt bao gồm ngũ cốc nguyên hạt, rau lá xanh đậm như cải bó xôi, hạt, đậu, trái cây khô. Để tăng khả năng hấp thụ sắt từ thực vật, người ăn chay cần tăng cường tiêu thụ các thực phẩm giàu vitamin C như trái cây họ cam quýt, ớt chuông xanh và bông cải xanh. Thiết kế bữa ăn đa dạng, dinh dưỡng. Nhiều người cao tuổi ít cảm thấy thèm ăn, có thể vì họ gặp vấn đề về nhai và nuốt thức ăn, bị táo bón, bệnh cấp tính, suy giảm dị giác, thị giác và khú giác. Tình trạng này dễ dẫn tới sụt cân ngoài ý muốn và thiếu dinh dưỡng. Do đó, nếu chọn chế độ ăn thuần chay, họ cần tìm cách dung nạp đa dạng và đầy đủ các dưỡng chất trong mỗi bữa ăn. Hãy luôn bổ sung thực vật giàu đạm trong mỗi bữa ăn, đậu hũ, nấm, rong biển, khoai lang, giá, trái bơ. Chia nhỏ bữa ăn và ăn nhiều lần trong ngày, uống sữa thực vật, thêm dầu ô liu hoặc dầu hướng dương và nhiều rau củ khi chế biến món ăn. thưa quý vị và các bạn chương trình thời sự đến đây là hết cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi xin kính chào tạm biệt